kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên và chẳng ai làm phiền. Và thưa anh chị, trong video này Hòa chia sẻ cho anh chị một vài những cái con số mà thực sự là khiến chúng ta giật mình, khiến chúng ta giật mình. Vâng, thưa anh chị, cho con em học đại học không chỉ là mong muốn mà gần như đã trở thành cái mục tiêu của hầu hết các gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên thời gian gần đây thì cái tình trạng cử nhân, thậm chí là thạc sĩ ra trường không tìm được việc làm, nó khiến cho nhiều gia đình phải suy nghĩ lại. Và những cái thời gian trước đó thì trong cái phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Bùi Sĩ Lợi là phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội có một cái phát biểu gây sốc, đó là 80% sinh viên cử nhân ra trường thì đi chạy Grab, chạy Uber. Ông Lợi cho biết rằng là cái thông tin này ông đưa ra ấy dựa vào những cái nó mang tính tương đối mà thôi ạ. Và nó dựa vào rất nhiều nguồn khác nhau, như là nguồn từ các điều tra xã hội học, hay là những cái thông tin mà họ trực tiếp từ những tài xế Grab, Uber đang chạy trên đường. Và ông Lợi cũng khẳng định rằng là gì, mục đích của ông là thông qua đó ông muốn nói về cái thực trạng đào tạo và sử dụng lao động tại Việt Nam. Cũng liên quan đến cái thông tin này ấy, thì trao đổi với chúng tôi, đại diện GrabBike khu vực miền Bắc cũng cho biết là đơn vị này không thống kê số liệu chính thức về cái trình độ của tài xế của các đối tác. Tuy nhiên ấy, thì qua thông tin từ những cái hồ sơ tuyển dụng thì cái số liệu sinh viên chạy GrabBike dưới hình thức làm thêm hay là cử nhân đăng ký chạy khi mà chưa có việc làm ấy, nó cũng lên đến con số là 64-74%. Vâng ạ. Chúng ta cần phải khẳng định một điều là gì ạ? Chạy Grab hay chạy Uber ấy cũng là một cái nghề, và nó mang lại cái thu nhập chính đáng cho người lao động, cho nên không có cái lý do gì mà chúng ta cần phải đưa ra một cái sự phản đối nào cả. Một tài xế xe ôm chăm chỉ thì có thể kiếm được một cái thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi đó thì mỗi một cử nhân mới ra trường mà làm việc trong cái cơ quan nhà nước ấy, thì họ chỉ nhận được gọi là vài triệu đồng tiền lương. Thì cái câu chuyện là họ chuyển sang làm xe ôm sau khi tốt nghiệp mà chỉ xin được việc ấy, cũng là một cái điều dễ hiểu, đúng không ạ? Vậy thì cái điều đáng nói ở đây là gì? Là chính là cái công tác định hướng nghề nghiệp và cũng như cái chất lượng đào tạo đại học và nước ta hiện nay. Và ông Bùi Sĩ Lợi ông cũng nói rằng đây là cái mục đích của ông khi đưa ra cái thông tin là 80% sinh viên ra trường tốt nghiệp chạy Grab, chạy Uber. Cụ thể là ông muốn đưa ra cái thông tin này để muốn phản bác lại cái báo cáo cho rằng là gì, chính phủ nhà nước đã giải quyết được cái việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động trẻ ở Việt Nam. Và ông cũng nhấn mạnh là cái số liệu trên tuy nó là tương đối nhưng mà nó khẳng định một cái thực trạng là gì ạ, là đào tạo và sử dụng lao động ở Việt Nam đang có vấn đề và nó không phù hợp với thực tế. Theo thống kê cho rằng thì hiện nay cả nước có khoảng 200.000 cử nhân có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. 200.000 cử nhân nhân với 3-4 năm học trên giảng đường, nó là biết bao hy vọng của gia đình, nó là biết bao trông chờ của xã hội. Giờ thì các em không thể cống hiến, thậm chí là khó có thể nuôi được bản thân mình. Không xót xa sao được khi mà nguồn nhân lực đang ở trong độ tuổi vàng của lao động bị bỏ phí, và cuối cùng họ phải bỏ đi cái tấm bằng đã học, họ bỏ đi cái thứ chuyên môn mình đã được đào tạo để đi làm công nhân, để đi xin vào Grab, xin làm Uber. Câu chuyện đau lòng và rất chua xót này ấy, nó đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Các anh chị em cứ hỏi là có và cứ tìm là thấy. Và nếu anh chị em là phụ huynh có con em đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, hoặc chính các em đang lưỡng lự trước ngưỡng cửa cuộc đời, thì khi xem được video này, mong rằng là sẽ tìm thấy cho mình hoặc con em mình một cái đường đi đúng nhất nhất. Và mời các anh chị em xem một video clip nữa. Có ngành học nào vô dụng cả phải không ạ? Nhưng mà việc sinh viên theo học một ngành học bất kỳ ra trường gặp khó khăn khi mà tìm việc là có. Thực trạng không mới nhưng luôn cần được nhấn mạnh, đặc biệt là vào thời điểm này, khi hiện nay vẫn còn số đông các gia đình và thí sinh lựa chọn nguyện vọng đầu tiên của con em mình là theo học bậc đại học. Thậm chí là các nguyện vọng tiếp theo vẫn sẵn sàng chấp nhận học một ngành học bất kỳ, miễn sao là con em mình đủ điều kiện để đỗ đại học. Và nếu vẫn giữ tâm lý đó là nhắm mắt đưa chân kiểu gì cũng phải vào bằng được đại học như vậy, thì thí sinh cần phải thận cẩn trọng. Bởi là hiện nay tại Việt Nam, tính chung trong tất cả các ngành nghề đào tạo thì tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành là 21,43%. Thậm chí là một số ngành có tỷ lệ cao hơn lên tới 60%. Chưa kể là cử nhân cất bằng đại học để đi làm việc phổ thông cũng không phải là điều hiếm gặp. Khi nghỉ
việc thì em có chạy Grab và những công việc là toàn linh tinh này. Nó cũng khá là nhiều, từ bưng bê bàn ở các quán cà phê, nhà hàng, từ đi dọn vệ sinh công nghiệp cho các công trình. Gia nhập thị trường việc làm, bạn trẻ này đã trải qua không ít công việc bán thời gian. Và giờ đây là công việc tạo ra các sản phẩm trang trí tại một xưởng điêu khắc. Một công việc phổ thông, không yêu cầu bằng cấp. Tất cả đều không liên quan đến ngành kỹ sư cầu đường, đã theo học ở bậc đại học. Thì do còn trẻ cũng không rõ ràng định hướng. Sau khi ra trường, công việc của em thì cũng khá là vất vả. Tại vì làm kỹ sư nên phải đi xa những nơi rừng rú các thứ này. Hoặc đấy thì đang tranh vinh mới nghỉ việc xong ấy thì cũng chán rồi ạ. Chị nhiều cũng chán ạ. Em cũng không biết diễn tả sao nữa. Cảm giác nó như kiểu là thất bại chị ạ. Em hiện tại em cứ làm thôi, có công việc là tốt rồi. Cứ có việc là được. Là sự thật nhiều bạn trẻ buộc phải chấp nhận khi thiếu định hướng lựa chọn ngành học. Theo học ngành điện tử viễn thông ở bậc đại học, nhưng công việc đầu tiên Kiên đi làm lại là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Bởi vì là nó hot nên là nhiều người theo, nên là tính cạnh tranh nó cũng cao hơn. Nên là em quyết định là sẽ thử ra một cái ngành mà nó trái hẳn, xem là nó có hợp với em không. Bởi vì là thực ra em vẫn chưa biết em đang thích cái gì. Ra trường làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học là thực tế không hiếm gặp. Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6%. Thậm chí một số ngành có tỷ lệ cao hơn 60%. Đấy, bản thân có thể có nhiều bạn là trong quá trình đào tạo thì lúc đầu thì có thể là đăng ký theo học nó không theo đúng sở trường sở nguyện của bản thân. Thì khi tham gia vào thị trường lao động thấy rằng nó không phù hợp thì tự nhiên lại quay ra lại đi tìm kiếm những việc làm khác để cho nó phù hợp hơn. Nhiều các bạn là vẫn học theo phong trào, theo số đông, đấy mà mình chưa biết là mình có phù hợp hay không. Hay là các bạn học xong đại học thì cũng muốn học lên thạc sĩ và mình cũng học theo. Và dẫn đến khi mà ra trường thì cái bằng cấp đó đã không phục vụ cho cái việc làm mà mình ứng tuyển. Cũng theo các chuyên gia, việc có bằng cấp sẽ chỉ giúp các ứng viên dễ dàng hơn khi vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ. Còn trong quá trình phỏng vấn hay thực tế làm việc, người lao động vẫn cần thể hiện được kỹ năng, phẩm chất phù hợp với đơn vị tuyển dụng. Vì vậy, việc có bằng đại học cũng chưa đủ để quyết định ứng viên sẽ có công việc tốt. Vâng, có thể thấy rằng là dù chọn trường nào, ngành học nào thì đích đến vẫn là một công việc phù hợp với bản thân, thu nhập như mình mong muốn, phải không ạ? Vì vậy, việc lựa chọn được đúng ngành nghề để theo đuổi mới là điều quyết định. Còn việc học đại học hay là cao đẳng, thậm chí là học chỉ để lấy chứng chỉ nghề nghiệp sẽ là lựa chọn riêng của mỗi thí sinh, tùy thuộc vào điều kiện cũng như là khả năng của bản thân. Tránh việc đó là chạy theo bằng cấp mà chọn ngành nghề không phù hợp. Và để giúp cho các thí sinh có đủ tự tin đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, thì việc định hướng nghề nghiệp ngay từ khối phổ thông đóng một vai trò vô cùng. Đó là những cái số liệu mà các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông đã phản ánh. Và đó cũng là một cái thực trạng mà các bạn học sinh trung học phổ thông sẽ phải đối mặt trong 5 năm tới, trong 10 năm tới. Đúng không anh chị nhỉ? Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo ấy, thì các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học thì có khoảng 200.000 cử nhân thất nghiệp. Và chỉ có 37% những cử nhân tốt nghiệp là xin được việc làm. Và 37% ấy thì một cái số không nhỏ là xin những cái công việc trái ngành nghề, trái chuyên môn được đào tạo trong nhà trường. Và một cái sự thật rất là đau lòng, đúng không ạ? Và để định hướng được nghề nghiệp, để giúp các bạn học sinh tìm ra được cái nghề nghiệp lý tưởng ấy, thì chúng ta cần phải giúp các bạn để xác định được 3 cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là chúng ta phải giúp bạn để xác định được cái niềm đam mê của bạn ấy là gì, cái sở thích của bạn ấy là gì. Thứ thứ hai, chúng ta cần phải xác định được là bạn ấy giỏi nhất trong lĩnh vực gì, bạn ấy giỏi nhất trong khối ngành gì, hay là bạn ấy giỏi nhất trong cái môn học gì. Và cái thứ ba, anh chị cần phải biến mình trở thành những chuyên gia. Ở đây anh chị cần phải giúp cho các bạn ấy, giúp các bạn học sinh hiểu được là gì, những cái ngành nghề nào, những cái lĩnh vực nào mà xã hội đang cần và sẵn sàng trả được một mức lương nó giống như kỳ vọng, giống như cái nó phù hợp với cái sự hy sinh về công sức của các bạn học sinh. Và giao điểm của ba cái vòng tròn đó thì điều đó đồng nghĩa với cái việc là các anh chị giúp bạn ấy định hướng được nghề nghiệp. Các anh chị nhá. Nhưng cái câu chuyện là gì, thực tế xã hội Việt Nam nó như thế. Giữa cái nhu cầu thực tế với cái việc mà đào tạo chuyên môn chuyên ngành ở các hệ đào tạo
cao đẳng đại học với nhau, nó ít có cái sự gắn kết, ít có cái sự liên quan với nhau, và nó là sao nhỉ, nó là khác nhau về nhu cầu. Chúng ta đào tạo, chúng ta tạo ra quá nhiều những người thầy, quá nhiều những người thầy, và có rất ít những người thợ. Và các phóng sự cũng đã nói rồi, bản chất của việc học đại học hay học cao đẳng là chúng ta có kinh nghề, và thông qua kinh nghề đó, nó là một cái phương tiện, nó là một cái công cụ để giúp các bạn học sinh kiếm được những cái thu nhập, hay là kiếm được những cái giá trị nó phù hợp về mặt vật chất cũng như tinh thần để nuôi sống bản thân của các bạn. Đấy là điều đầu tiên. Và xa hơn nữa là các bạn có thể báo hiếu gia đình, và xa hơn nữa là các bạn có thể cống hiến những cái giá trị của mình trong xã hội. Nhưng đúng thật là khi xem những cái đoạn clip vừa rồi thì các bạn học sinh đang rất lo lắng và hoang mang. Và chính bản thân chúng ta, nếu như đặt vị trí vai trò của chúng ta vào những người học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta cũng vô cùng hoang mang và lo lắng. Và Hoàng khẳng định rằng trong số các anh chị ngồi ở đây ý, có rất nhiều anh chị học một nghề nhưng lại ra làm một nghề khác. Điều đấy điều chắc chắn. Chính anh chị là cũng là nạn nhân, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để thay đổi cái cuộc đời, làm thế nào để thay đổi được cái vận mệnh tương lai của con em mình, làm thế nào để giúp một cộng đồng nhỏ, xa hơn nữa là giúp một cái cộng đồng lớn có cái sự đột phá về mặt gọi là kiến thức, tri thức và tài chính, thì chúng ta cần phải giúp các bạn học sinh đưa ra những cái sự lựa chọn mới. Bởi vì các bạn sẽ không có một kết quả mới nếu như mà các bạn vẫn sử dụng theo cách cũ, đúng không ạ? Cái cách cũ là gì? Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi cao đẳng hoặc đại học, và sau khi học xong không biết nơi nào nhận mình, không biết mình làm ở đâu, không biết mình sẽ nhận được mức lương như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có những giải pháp, và giải pháp ở đây là giải pháp giúp các bạn học sinh có được một cái cuộc sống mới ở top những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Và thông qua cái việc các bạn đi sang bên các nước đó là các bạn đi đóng hai vai. Vai thứ nhất là vai của một bạn du học sinh quốc tế để đi tìm kiếm kiến thức, tri thức. Và cái vai thứ hai là vai các bạn sẽ tham gia vào cái quá trình lao động để hoàn thiện cái kỹ năng nghề nghiệp của mình. Và thông qua cái quá trình tham gia vào lao động đó, các bạn sẽ được nhận lương nghề hàng tháng. Thì đó là những cái chương trình mà sẽ giúp các bạn ấy vừa có tiền trong quá trình học, và sau khi học xong ra trường có bằng quốc tế và được làm việc tại những cái môi trường hàng đầu như dưới thế, thì cuộc sống của bản thân các bạn ấy sẽ thay đổi, đúng không ạ? Vậy chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái sản phẩm mà tập đoàn của chúng ta đang làm. Và nếu như các anh chị không hiểu về sản phẩm, không hiểu về sản phẩm, thì các anh chị sẽ không tư vấn được. Bởi vì là cái kiến thức thì nó sẽ tạo nên sức mạnh cho các anh chị là cán bộ tuyển sinh. Và nếu như chúng ta sẽ hiểu sâu về sản phẩm ấy, thì chúng ta sẽ tư vấn nó hiệu quả hơn. Và chúng ta sẽ rất khó tư vấn nếu như mà chúng ta không thể giúp được những phụ huynh hay những học sinh tìm được đúng nhu cầu mà họ mong muốn và hiểu biết về sản phẩm ấy, thì nó sẽ là cái chìa khóa để giúp các anh chị tư vấn hiệu quả hơn bởi những cái lợi ích mà nó mang lại. Cái thứ nhất là nó sẽ giúp cho các anh chị tăng cường được cái kỹ năng giao tiếp. Một cán bộ tuyển sinh mà hiểu biết thấu đáo về sản phẩm ấy, thì họ có thể sử dụng những cái gì ạ? Những cái kỹ năng, những cái phương pháp khác nhau để họ giới thiệu về sản phẩm cho khách hàng. Và những người có cái kỹ năng giao tiếp tốt ấy, thì họ sẽ biết cách làm sao nhỉ? Họ sẽ thích ứng được với mọi loại khách hàng, họ sẽ thích ứng với mọi phản ứng của khách hàng để làm sao nhỉ? Để họ có thể đưa ra những cái tư vấn nó phù hợp và hiệu quả nhất. Và khi các anh chị hiểu về sản phẩm ấy, thì các anh chị cũng sẽ nâng cao cái sự nhiệt tình trong công việc của mình. Và cái sự thể hiện cái sự nhiệt tình của các anh chị ấy, trong qua cái quá trình mà các anh chị tư vấn ấy, nó là một trong những cái công cụ mà tư vấn tốt nhất. Nó sẽ giúp khách hàng cảm thấy làm sao nhỉ? Cảm thấy yên tâm về sản phẩm thông qua cái thái độ của anh chị. Và nó là cái cách mà dễ dàng nhất để các anh chị có được cái sự nhiệt tình, đúng không ạ? Và các anh chị có được cái sự tin tưởng vào sản phẩm của các anh chị đang tư vấn, thì các anh chị mới có cái sự nhiệt tình đó. Và cái năng lực tiếp theo mà khi các anh chị thấu hiểu được về sản phẩm ấy, thì nó sẽ giúp các anh chị tăng cái khả năng thuyết phục khách hàng của mình. Và trong những cái trường hợp mà khách hàng từ chối hợp đồng của anh chị nhé, nếu như các anh chị đưa ra được những bằng chứng, những cái thông tin cụ thể về thực tế, những cái trường hợp mà học viên đã xuất cảnh này, những trường hợp đã lấy được bằng này, những trường hợp mà các bạn ấy đã đi làm này, thì các anh chị hoàn toàn có thể làm sao nhỉ? Hy vọng một cái khả năng thuyết phục khách hàng của mình thông qua những cái thông tin hữu ích đó.
và ngoài những cái hiểu biết về thông tin với sản phẩm mà các anh chị đang làm ấy, sản phẩm mà tập đoàn chúng ta đang làm ấy, thì các anh chị còn cần phải nắm được những cái thông tin, những cái thông tin cơ bản và cần thiết nhất về những cái sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh. Và đúng là cái việc hiểu biết về sản phẩm thì nó sẽ giúp các anh chị có rất nhiều lợi ích trong cái quá trình tư vấn. Thì trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ba sản phẩm, đó là sản phẩm du học nghề Đức, sản phẩm du học nghề Úc và sản phẩm du học nghề Canada. Sau đây Hoa xin phép được chia sẻ slide. Các chị đã nhìn thấy slide chưa ạ? Alo ạ, các anh chị đã nhìn thấy slide chưa ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu... Chưa có ạ. Chưa slide chưa lên đâu. Được chưa ạ? Được chưa thế nào ạ? Không được sửa, không sửa slide. Chưa nhìn thấy slide á? Chưa nhìn thấy. À được đấy, đâu được. Okay. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm đầu tiên, đó là nhưng sản phẩm thấy ảnh nó đang đen xì ạ. Đen xì ạ. Thầy xem lại. Được chưa thì Nam ơi? Chưa được, vẫn không lại mất rồi đấy. Được rồi đấy ạ. Ok, được rồi đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sản phẩm đầu tiên. Đó là sản phẩm du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và trước khi mà tìm hiểu về cái chương trình này thì chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi, đó là vì sao mà các bạn học sinh ở Việt Nam mình nói riêng cũng như là ở trên các nước nói chung mà nên lựa chọn làm việc, học tập và định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì cái lý do thứ nhất chúng ta cần phải giúp học sinh và phụ huynh trả lời được đó là gì? Thứ nhất, nước Đức là một quốc gia có diện tích rất là rộng và dân số thì là nhỉ, dân số rất là ít. Theo như báo cáo của Liên Hợp Quốc thì dân số của nước Đức hiện tại là khoảng hơn 83 triệu người tính đến năm 2022 đấy ạ. Và tổng diện tích của nước Đức là hơn 357.000 km vuông. Và trong năm 2022 ấy, thì dân số của nước Đức đã giảm đi hơn 16.000 người. Và đầu năm 2023 thì dân số của nước Đức đạt đến con số là gần 84 triệu người. Và cái số lượng người sinh ra trong một ngày của nước Đức ấy, thì nó ít hơn so với cái số người chết đi của nước Đức. Và cái tỷ lệ cơ cấu về phân bố về độ tuổi trong dân số của nước Đức ấy, thì những người nằm trong độ tuổi về hưu và chuẩn bị về hưu ấy, thì nó chiếm phần lớn trong cái cơ cấu của nước Đức. Điều này nó chứng tỏ nước Đức là một gì ạ? Một quốc gia có tỷ lệ dân số già, dân số già. Và khi tỷ lệ nó dân số già ấy thì nó sẽ đối mặt với cái tình trạng gọi là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. Và vì nó có quá nhiều người về hưu mà. Và đặc biệt là sau cái đợt dịch vừa rồi thì cái số người nằm trong độ tuổi lao động cũng chết rất là nhiều. Và để đối phó với cái điều này ấy, thì nước Đức đã cho biết là từ nay cho đến năm 2060 ấy, thì nước Đức cần ít nhất là 260.000 người nhập mới mỗi năm nhé các anh chị nhé. Vậy là từ nay cho đến năm 2060 thì mỗi một năm nước Đức cần khoảng 260.000 người nhập cư mỗi năm. Để làm sao nhỉ? Để tránh đi cái tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực lao động. Đó.
Và nếu như mà nước Đức không mở cửa thì đến năm 2060 có khoảng 1/3, có khoảng 1/3 tương đương với khoảng là 16 triệu người, 16 triệu người nằm trong độ tuổi lao động sẽ bị giảm sút đi. Và nó sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới nền kinh tế của đất nước mà có nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới này, đúng không ạ? Và nước Đức người ta cũng công nhận rằng đấy, cái người nhập cư ấy, nó là chính là cái chìa khóa, cũng chính là cái chìa khóa cho tương lai của đất nước này. Đây cũng là lý do trong những năm gần đây ấy, thì có rất nhiều người xuất khẩu lao động hoặc là du học nghề, trong đó có nhiều người đến từ Việt Nam. Và các anh chị có thể thấy rằng là sau khi một cái vụ Trịnh Xuân Thanh được giải quyết ấy, thì người Đức hay chính phủ Đức đã mở cửa không giới hạn đối với người Việt Nam, mở cửa không giới hạn đối với người Việt Nam. Cái câu trả lời thứ hai mà vì sao nên chọn nước Đức đó là gì? Vì nước Đức là một nền giáo dục top 1 châu Âu và top 3 thế giới. Xét về những cái lợi ích sống ở Đức trong cái sự nghiệp học tập của mình ấy, thì các bạn học sinh sẽ cảm thấy rất là hài lòng, bởi cái chất lượng giáo dục đào tạo ở Đức thì nó vô cùng tốt, vô cùng tốt. Và theo những cái bản ghi, theo những cái số liệu chính thức thì đến năm 2018 nước Đức có khoảng 429 cơ sở giáo dục đào tạo hoặc là cao đẳng đại học công lập đang hoạt động ở Đức ấy. Thì trong đó nó có khoảng hơn 106 trường đại học, và những cái trường đó thì là những cái trường đạt tiêu chuẩn giáo dục đại học cao đẳng toàn cầu. Đấy, đạt tiêu chuẩn giáo dục cao đẳng toàn cầu. Nhiều trường đại học ở Đức ấy, thì nó xếp hạng làm sao nhỉ, xếp hạng thuộc về những cái trường đại học cao đẳng tốt nhất thế giới. Và sinh viên thì làm sao ạ? Và sinh viên thì đánh giá rất cao về cái chất lượng giáo dục cũng như là những cái trải nghiệm cuộc sống trong quá trình mà các bạn ấy được học tập, cũng như là các bạn ấy có được cái cơ hội nâng cao học vấn của mình. Đấy, và chất lượng giáo dục cũng như cái danh tiếng của hệ thống các trường cao đẳng hoặc đại học ở Đức thì nó mang giá trị toàn cầu. Và rất nhiều trường đại học cao đẳng nó có những cái giá trị lịch sử và chất lượng rất là cao. Do đó nếu như các bạn học sinh, dù học sinh mà học tại đây ấy, thì sẽ xây dựng cho bản thân mình một cái nhân hiệu, một cái thương hiệu rất là lớn. Đấy. Và ở nước Đức ấy, thì cái chương trình học cũng làm sao nhỉ? Nó có những cái cấu trúc rất là hiện đại và nó có những cách thức truyền đạt thì vô cùng là diện, vô cùng là phù hợp với những cái nhu cầu của sinh viên. Và bằng cấp chứng chỉ của Đức thì nó có giá trị trên toàn thế giới mà không cần phải chứng minh qua bất cứ một cái hệ thống giáo dục nào. Cái lý do thứ ba mà chúng ta sẽ giúp các bạn học sinh và phụ huynh trả lời được đó là gì? Nước Đức là một nền kinh tế số 1 châu Âu và số 4 thế giới, với hơn 3.405 tỷ euro tổng sản phẩm quốc nội, thì nước Đức là nước có nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới và là lớn nhất châu Âu. Và tính đến cuối năm 2019 ấy, thì Đức là một trong 3 cái quốc gia xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Và chúng ta nhắc đến Đức là chúng ta nhắc đến những cái thương hiệu xe hơi rất nổi tiếng, những thương hiệu xe hơi rất nổi tiếng hoặc những thương hiệu thời trang cực kỳ nổi tiếng, đúng không ạ? Đó. Cái lý do thứ tư, trong quá trình mà các bạn đi sinh sống, học tập và làm việc ở bên này, bên Đức ấy, thì các bạn sẽ được đối mặt với một cái chi phí phát sinh hàng tháng, chi phí sinh hoạt hàng tháng không quá cao, và các bạn trong quá trình học tập thì có lương nghề. Và cái mức lương học nghề ấy, thì câu hỏi là gì? Mức lương học nghề thì có đủ để chi trả cái cuộc sống ở bên Đức hay không? Rất nhiều người sẽ hỏi cái câu hỏi đó. Đây vừa là một cái câu hỏi dễ cũng và vừa là một cái câu hỏi khó. Vì điều này thì nó phụ thuộc vào cái gì? Vào từng du học sinh, nó phụ thuộc vào từng cái vùng mà các bạn đã sinh sống. Và cái chi phí sinh hoạt ở các thành phố Đức nó sẽ tùy thuộc vào từng bang, từng bang khác nhau. Và chi phí sinh hoạt hàng tháng ấy, thì nó sẽ có cái sự chênh lệch, anh chị ạ, có cái gì đấy. Ví dụ như các bạn du học sinh mà sống ở những cái bang như là những cái thành phố lớn như là Berlin hoặc Hamburg hoặc Frankfurt hoặc là Munich, thì cái chi phí sinh hoạt về nhà ở này, về thực phẩm này, về nhu cầu bản thân thì chắc chắn nó sẽ cao hơn so với các thành phố vừa và nhỏ. Những nhà ở khu vực Tây Đức thì có phần làm sao nhỉ, nó sẽ có chi phí cao hơn so với cái khu vực Đông Đức. Tuy nhiên thì khi các bạn đi sinh sống ở những cái vùng thành phố lớn thì điều đó đồng nghĩa với cái việc
là các bạn ấy sẽ có được gì ạ? Có được cái mức lương cao hơn, có được những công việc phù hợp hơn sau khi mà tốt nghiệp. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể dễ dàng tìm việc ở những cái thành phố này hơn, đúng không ạ? Việc làm thêm ấy ạ. Thì mặc dù là bạn ấy sống ở bang nào thì bạn ấy cũng sẽ có những cái khoản chi phí bắt buộc như là sinh hoạt phí, đó là tiền thuê nhà này, đó là ăn uống, quần áo, sách vở, điện thoại vân vân. Đó là chi phí tàu xe. Đối với các bạn học nghề thì sẽ được mua vé theo kỳ học với giá ưu đãi hơn. Với đó là những bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và thông thường một du học sinh sang bên đó thì sẽ tiêu tốn khoảng 500 cho đến 600 euro một tháng về tiền sinh hoạt phí đấy ạ. Nếu như mà các bạn ấy tự nấu ăn thì cái tiền ăn sẽ có thể tiết kiệm được rất là nhiều. Đó là bốn cái câu trả lời cho cái lý do mà tại sao chúng ta nên định hướng cho con em mình đi du học nghề tại Cầu Hoàng Liên Hương Đức, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà các bạn ấy đồng ý đi chương trình du học nghề tại Cầu Hoàng Liên Hương Đức thì các bạn ấy sẽ nhận được giá trị gì? Cái giá trị thứ nhất đó là các bạn ấy sẽ được nhận 100% gọi là miễn học phí. Chúng ta khẳng định Đức là một cái quốc gia tốt nhất để mà các bạn học sinh du học, anh chị ạ. Và nơi đây ấy, nó là cái sự kết hợp tuyệt vời giữa những cái trường đại học cao đẳng lớn với những cái chất lượng cuộc sống khá là cao, và kèm theo đó là những cái cơ hội rất lớn về khả năng làm việc lâu dài cũng như là định cư sau khi tốt nghiệp. Và một điều cực kỳ hấp dẫn đó là chính sách miễn học phí đối với sinh viên quốc tế. Đấy, chị lưu ý là chính sách này nó áp dụng cho cả du học sinh quốc tế nhá. Và ngay cả những cái trường mà nó có thu phí thì cái mức phí cũng rất là rẻ. Hầu hết những cái trường thu phí thì là không phải là những cái trường mà nó nằm trong danh mục đối tác của tập đoàn đâu ạ. Mà chúng ta đang ký kết với những đối tác những cái trường mà miễn 100% học phí cho các bạn du học sinh chúng ta. Đấy. Vậy thì câu hỏi là ai sẽ là có thể học ở Đức miễn phí? Và câu trả lời là gì ạ? Mọi người đều có thể học ở Đức miễn phí cả. Và điều này nó áp dụng hầu hết cho các chương trình đào tạo đại học hoặc cao đẳng ở Đức nhé. Được chưa? Đấy. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là tại sao mà các trường đại học cao đẳng ở Đức họ lại không thu bất cứ một khoản phí nào? Trong khi đó hầu hết các nước châu Âu và trên thế giới thì những cái trường đại học và cao đẳng nó đều thu phí, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế, đúng không ạ? Hoặc là lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về Úc, Ca thì rõ ràng là Úc và Ca cũng đều thu học phí của du học sinh quốc tế. Người Đức thì người ta tin rằng là giáo dục thì không nên được coi là một cái sản phẩm để làm sao nhỉ? Để thương mại. Và cái việc mà tiếp cận miễn phí đối với giáo dục đại học cao đẳng này, nó đảm bảo cái tăng trưởng kinh tế, nó tạo ra cái nguồn phúc lợi cho người dân. Và chính vì lẽ đó mà nước Đức, chính phủ Đức áp dụng gọi là gì? Là không thu học phí đối với tất cả các hệ đào tạo và áp dụng cho tất cả các đối tượng đào tạo, từ cư dân Đức cho đến du học sinh quốc tế. Cái giá trị thứ hai ấy, là trong quá trình học thì các bạn ấy sẽ có lương nghề. Đây được gọi là cái chương trình đào tạo nghề kép của Đức, và yêu cầu là học viên là gì ạ? Là vừa học lý thuyết, vừa học thực hành, vừa thực tập ở những cái cơ sở đào tạo nghề. Và chương trình đào tạo nghề tại Đức chia ra là 30% lý thuyết, 70% thực hành thực tế đấy ạ. Và học viên thực hành tại những cái đơn vị chức năng, những cái tổ chức triển khai, những cái doanh nghiệp liên quan, tương quan trực tiếp đến cái ngành học. Ví dụ như là học điều dưỡng thì sẽ thực tập tại những bệnh viện, những viện dưỡng lão. Học ngành cơ khí thì thực tập tại những cái xí nghiệp sản xuất, những gara sửa chữa thay thế ô tô. Và mỗi sinh viên học nghề thì sẽ được nhận những cái lương thực hành theo từng năm học, theo từng tháng học. Và lương của năm sau ấy thì nó sẽ nhiều hơn lương của năm trước. Và mức lương cơ bản mà các bạn học viên nhận được trung bình từ 20 cho đến 50 triệu đồng Việt Nam một tháng. Và mức lương này thì nó phụ thuộc vào ngành nghề, nó phụ thuộc vào công ty, nó phụ thuộc vào năm đào tạo, và nó phụ thuộc vào cả cái bang mà các bạn đi theo học, cái trường mà các bạn đi học. Cái giá trị thứ ba mà các bạn du học sinh nhận được đó là gì? Là 100% sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có việc làm. Và các bạn du học sinh sau khi mà có 3 năm đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm tại Cộng hòa Liên bang Đức ấy, khi tốt nghiệp thì được tất cả những cái đơn vị tuyển dụng cung cấp hợp đồng học thực hành trước đó nhận vào làm việc. Và
sẽ được nhận được cái mức lương gọi là mức lương sau khi tốt nghiệp đấy, mức lương rất là cao để các bạn ấy có những cái điều kiện để ổn định cuộc sống, để làm việc không thời hạn ở Đức. Cái giá trị thứ năm là cái cơ hội định cư và nhập tịch ở Đức. Thì hiện nay ấy, theo quy định mới nhất của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Cư trú Đức thì còn đã thay đổi là người cư trú hợp pháp, có nghĩa là học tập và làm việc ở bên Đức đấy, 5 năm thì có thể là sẽ được có thẻ vĩnh trú và thẻ xanh vĩnh trú ấy. Đấy. Và nếu như mà bạn nào mà hòa nhập với xã hội Đức một cách nhanh chóng và hiệu quả thì chỉ cần sau 3 năm là bạn ấy có thể là định cư ở Đức được rồi. Và nó cũng xóa bỏ đi một cái chính sách, đó là chính sách tồn tại song tịch, nghĩa là người có quốc tịch Việt Nam thì vẫn đồng thời có được quốc tịch ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây là những cái dự thảo của luật ở Đức mà sắp được thông qua, anh chị nhé. Đấy. Cái giá trị thứ 6, giá trị thứ 5 là gì ạ? Là sau khi mà kết thúc 3 năm học nghề thì các bạn sẽ có bằng quốc tế và sẽ được cấp bằng cao đẳng nghề có giá trị quốc tế. Và cái tấm bằng quốc tế này ấy, thì các bạn du học sinh sẽ có cái cơ hội việc làm không chỉ ở Cộng hòa Liên bang Đức mà còn tại các quốc gia châu Âu khác. Và nếu như mà cái bạn đó mà mong muốn về Việt Nam lập nghiệp thì tấm bằng này cũng rất có giá trị để đảm bảo là các bạn ấy sẽ có một cái công việc với một cái mức lương, với một cái mức lương hấp dẫn nhờ cái lợi thế về kỹ năng nghề nghiệp thực tế đã được đào tạo và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái giá trị thứ 6 là gì? Là các bạn học sinh có thể bảo lãnh người thân sang học tập và làm việc du lịch 26 nước châu Âu, đúng không ạ? Và đặc thù của cái việc sang bên đó học du học nghề thì các bạn ấy sẽ rất nhanh chóng đủ điều kiện để định cư sau 5 năm học tập và làm việc ở đó. Chính vì thế mà vế xét về một cái hướng lâu dài ấy, thì cái việc bảo lãnh người thân sang cũng là một cái nhu cầu cực kỳ chính đáng của các bạn du học sinh. Đấy. Và nước Đức thì người ta cũng cho các bạn học sinh được bảo lãnh người thân sang theo những cái dạng như là gì ạ? Là sang theo kiểu là mục đích về giáo dục này, hoặc là sang theo mục đích về lao động này, hoặc sang theo mục đích về kinh doanh này, hoặc là sang theo mục đích gọi là thăm tụ gia đình ấy. Đấy. Thì tất cả những cái chính sách về bảo lãnh người thân, nếu như các bạn du học sinh có nhu cầu thì các chuyên gia đầu đối ngoại của tập đoàn sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn đấy nhé. Và tại Đức thì như đã nói là được cơ cấu đào tạo được phân chia ra là 30% lý thuyết và 70% thực hành. Trong quá trình thực hành thì các bạn ấy tham gia vào cái gì ạ? Tham gia vào lao động, hoàn thiện kỹ năng lao động và các bạn ấy được nhận lương nghề hàng tháng. Và trong quá trình học thì các bạn ấy được đi làm thêm tối đa là 10 giờ trên một tuần. Tối đa là 10 giờ trên một tuần. Với cái mức thu nhập đề xuất ở bên đó là từ 10 cho đến 18 euro trên một giờ, nghĩa là từ khoảng 300 cho đến 450 nghìn đồng trên một giờ đấy ạ. Và được nghỉ phép những cái ngày từ ngày 24 đến ngày đến từ 24 đến 28 ngày trong một năm, không tính những ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Rồi. Và hiện nay ấy, tập đoàn của chúng ta đang triển khai những cái ngành nghề như là đầu bếp, chuyển đổi bằng, điều dưỡng hoặc điều dưỡng, cơ khí, chế biến thực phẩm, xây dựng, vân vân. Đây là những ngành nghề mà chúng ta đang tập trung, bởi vì những ngành nghề này đang thiếu hụt rất nhiều lao động, cũng như là những nghề mà nó phù hợp với cái gì ạ? Phù hợp với năng lực, phù hợp với cái nhu cầu của người Việt Nam, Đó. Một số ngành nghề như là ngành điều dưỡng này, đây là một cái ngành mà sao nhỉ? Cái ngành rất là phổ biến, gọi là phổ biến số 1 ở nước Đức ấy. Bởi vì là nước Đức đang đối mặt với một cái tình trạng già hóa dân số một cách trầm trọng luôn, và cái tỷ lệ sinh không cao ấy. Do vậy mà cái nhu cầu cần điều dưỡng để mà chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, những người già trong bệnh viện hay phòng khám viện dưỡng lão là cực kỳ cao. Và sau khi mà tốt nghiệp cao đẳng nghề điều dưỡng xong ấy, thì các bạn học viên sẽ trở thành một điều dưỡng viên, sẽ là cái cánh tay phải của bác sĩ trong các bệnh viện, trong các phòng khám, trong các viện dưỡng lão. Và công việc chính của họ là gì? Là hỗ trợ bác sĩ, hỗ trợ những người cần được chăm sóc để họ hồi phục nhanh. Đấy, và chúng ta phải khẳng định là điều dưỡng là một trong những nghề săn lùng nhất trên nước Đức này nhé, với cái thu nhập rất là cao. Và theo thống kê thì hiện nay nước Đức đã thiếu tầm khoảng 10.000 điều dưỡng, đang thiếu khoảng 10.000 điều dưỡng viên.
Và với cái tình trạng già hóa của dân số Đức như thế này thì con số nó có thể tăng lên là thiếu tầm khoảng hơn 1.500 điều dưỡng vào năm 2025, hoặc là hơn 500.000 điều dưỡng vào năm 2030. Vì vậy đây là một trong những cái nghề nằm trong top 10 nghề có lương cao nhất tại Đức hiện nay. Cái ngành thứ hai ấy, đó là ngành nhà hàng khách sạn. Du học nghề tại Đức với học cái ngành nhà hàng khách sạn ấy thì không những mà sẽ giúp cho học viên được trải nghiệm những cái phong cách phục vụ đẳng cấp, chất lượng dịch vụ hàng đầu châu Âu, đúng không ạ? Mà nó còn giúp những cái bạn học sinh đó thỏa mãn cái đam mê của cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa xê dịch. Nhiều bạn có cái chủ nghĩa xê dịch thì rất là thích đi học cái ngành này, bởi vì là học viên có thể tìm được cái công việc rất là tốt ở bất cứ một quốc gia nào khi mà có cái tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ở nhà khách sạn tại Đức. Và khi mà nhắc đến Đức thì chúng ta cũng không thể phủ nhận Đức là một trong những cái quốc gia có cái nền du lịch phát triển hàng đầu châu Âu, thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua cái nước được gọi là mệnh danh là trái tim của châu Âu, đúng không ạ? Và Đức hàng năm sẽ đón nhận rất nhiều, một cái số lượng rất là lớn những cái khách du lịch đến chơi, đến tham quan. Và do đó để đáp ứng những cái nhu cầu về du lịch thì cái ngành nhà khách sạn cũng được phát triển một cách nhanh chóng. Và điều này nó sẽ tạo nên cái gì ạ? Tạo nên những cái cơ hội việc làm, triển vọng thăng tiến nghề nghiệp của học viên. Đó. Cái ngành thứ ba đó là ngành xây dựng. Những cái ngành này thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn, thông tin rõ hơn, cụ thể hơn trong cái thông báo tuyển sinh của nước Đức nhé. Ngành tiếp theo đó là ngành đầu bếp. Ngành đầu bếp thì hiện nay ở Đức thì cũng đang thiếu rất nhiều đầu bếp. Nếu như mà học đầu bếp ở Đức ấy, thì các bạn học sinh sẽ được có nhiều cái tiềm năng phát triển không chỉ ở Đức đâu, mà sau này các bạn đi về Việt Nam các bạn lại hoàn toàn có thể mở được những cái nhà hàng hoặc là những cái quán ăn, đúng không ạ? Bởi vì cái ngành đầu bếp là một cái ngành học mà không bao giờ là lỗi thời, không bao giờ là lỗi thời. Đấy. Thứ hai nữa là cái chương trình học ngành đầu bếp ở Đức thì nó mang tính ứng dụng rất là cao. Và cái thứ ba là gì? Là cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao tay nghề ở tại Cộng hòa Đức của ngành đầu bếp cũng là rất là tốt. Cái thứ tư là cái cơ hội nghề nghiệp của cái ngành này rất là rộng mở, rất là rộng mở. Đó, ngành nữa đó là ngành công nghệ thông tin thì mọi người có thể tìm hiểu. Với ngành kỹ thuật như là sửa chữa ô tô, đúng không ạ? Cái ngành này thì nó liên quan đến khối ngành kỹ thuật. Ở đây chúng nó một là cái một trong những cái lý do mà khiến Đức trở thành một trong những cái nước đứng đầu danh sách có cái lượng du học sinh quốc tế đăng ký cho ngành kỹ thuật đông nhất hiện nay đấy ạ. Bởi vì là đây là quê hương của những cái hãng xe hơi nổi tiếng như là BMW, như là Audi, như là Mercedes, vân vân và vân vân. Vì thế cái khối ngành sửa chữa ô tô cũng đang rất khát nhân lực. Đó là chương trình về những cái ngành nghề cơ bản về du học nghề Đức. Đó, nó là ngành kỹ thuật, thợ cơ điện, thợ cơ khí nữa. Về cái lộ trình du học tại Cộng hòa Liên bang Đức thì như thế nào? Khi mà các bạn học sinh được tư vấn về nghề nghiệp, tư vấn về lựa chọn con đường đi du học nghề Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn ấy sẽ được ký kết hợp đồng tư vấn du học, sau đó các bạn sẽ được học tiếng Đức. Thực ra thì học tiếng Đức đến A2 là có thể là xuất cảnh được rồi. Nhưng mà để tham gia vào cái quá trình học nghề tại bên Đức thì bắt buộc các bạn phải đạt đến trình độ tiếng Đức B1 thì các bạn mới chính thức tham gia vào học nghề được. Vì thế các anh chị khi đi tư vấn cho học sinh, cho phụ huynh thì các anh chị nên tư vấn đến học tối thiểu đến trình độ tiếng Đức là B1, đúng không ạ? Và hiện nay chúng ta đang đào tạo tiếng Đức tại 4 phân viện. Thứ nhất là phân viện Hoàng Cầu, thứ hai là phân viện Long Biên ở Hà Nội, thứ ba là phân viện ở trong Quảng Bình đại diện vùng miền Trung, và thứ tư là phân viện ở Thủ Đức đại diện khu vực miền Nam. Các bạn học sinh ở những tỉnh lẻ, ở những cái thành phố không trực thuộc 4 nơi trên thì 3 nơi trên, 3 tỉnh thành trên thì có thể di chuyển, và tập đoàn đã liên kết với những cái cơ sở để cung cấp về chỗ ăn, chỗ ở, hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn học tiếng ở Việt Nam mình. Và khi học hết B1, đỗ B1 thì các bạn sẽ được tập đoàn giúp xử lý hồ sơ xin visa, sau đó sẽ xuất cảnh sang Đức và học luôn trực tiếp cái chương trình học du học nghề kép
trong 3 năm và sau đó đi làm định cư ở bên đó. Rồi ạ. Và với cái gói chi phí hiện nay mà tập đoàn đã áp dụng đó là gì? Là chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn học sinh và phụ huynh học sinh. Sự lựa chọn thứ nhất đó là gói 225 triệu đồng. Thì cái chi phí này đã bao gồm phí học tiếng Đức từ trình độ A1 đến trình độ B1, phí dịch thuật công chứng, phí phỏng vấn xử lý hồ sơ đồng ngoại, phí xử lý hồ sơ visa, phí quản lý hồ sơ học viên tại Việt Nam, phí đưa đón sân bay tại Việt Nam. Và trong cái gói 225 triệu đồng này thì chi phí đó không bao gồm đó là chi phí ăn uống, sinh hoạt, nhà ở ký túc xá tại Việt Nam và Đức, chỉ không bao gồm cả vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Đức, không bao gồm cái chi phí tài khoản phong tỏa hoặc chứng minh tài chính nếu có, cũng không bao gồm cái chi phí bảo hiểm từ 3 đến 6 tháng tiền Đức, đúng không ạ? Không bao gồm cả chi phí học chứng chỉ nền nếu có, hay lệ phí thi tiếng Đức tại Việt Nam, chi phí học B2 nếu có. Và một cái lựa chọn thứ hai đó là gói tài chính 255 triệu đồng. Thì gói này nó bao gồm hầu hết những cái chi phí như cái gói 1, nhưng nó có thêm vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Đức, nhưng mà cái thời điểm mà mua vé máy bay thì con số nó không được vượt quá 18 triệu Việt Nam đồng. Còn nếu như mà thời điểm mà học sinh chuẩn bị xuất cảnh cái vé nó cao hơn 18 triệu đồng thì cái phần phụ trội đó thì gia đình và học sinh sẽ bù vào ạ. Nó cái phí này cũng đã bao gồm cả 8 tháng ký túc xá tại Việt Nam, đã bao gồm cả bảo hiểm 3 tháng tại Đức, đúng không ạ? Đã bao gồm cả cái lệ phí thi B1 lần đầu, nhưng mà tối đa là 5 triệu đồng đấy ạ. Đấy. Và chi phí này thì không bao gồm cái chi phí tài khoản phong tỏa để chứng minh tài chính nếu có. Về cái lộ trình tài chính thì phụ huynh học sinh cũng như học sinh sẽ được quyền lựa chọn 3 cách sau. Cách thứ nhất, các bạn phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn đóng một lần, gọi là đóng một lần đóng combo ấy ạ, thì sẽ được tập đoàn trừ thẳng 12 triệu đồng vào tổng chi phí. Cái sự lựa chọn thứ hai là sẽ đóng thành hai giai đoạn. Lần một là sau khi nhập học hoàn thiện 50% tổng chi phí, lần hai là sau khi có hợp đồng nghề hoàn thiện nốt 50% tổng chi phí thì sẽ được tập đoàn trừ đi 6 triệu đồng vào tài khoản. Và cái lựa chọn thứ ba là đã hoàn thành đóng 3 giai đoạn, thì lần 1 sau khi mà nhập học hoàn thiện 25% chi phí, lần 2 khi mà các bạn học hết lộ trình A1 hoàn thiện 25% chi phí tiếp theo, và lần 3 khi có hợp đồng nghề thì hoàn thiện nốt 50% còn lại. Thì với cái sự lựa chọn đóng 3 giai đoạn thì hiện nay tập đoàn sẽ không trừ hay là không hỗ trợ các bạn về mặt tài chính, được chưa? Đó là chi phí tham gia chương trình du học ở Đức. Và đây là 9 cái lý do mà chúng ta nên tư vấn cho con em mình đi du học ở Đức. Thứ nhất, đó là không mất học phí. Thứ hai, là được hưởng lương từ 1.000 đến 1.440 euro một tháng. Thứ ba, là được đi du lịch 26 nước thông qua visa du học. Thứ tư, được bảo lãnh người thân. Thứ năm, được cấp thẻ xanh như thẻ minh chú sau 5 năm. Thứ sáu, được định cư khi đủ khi đủ 8 năm rồi ạ, và khi đủ 5 năm rồi ạ. Thứ 7 là được công nhận bằng quốc tế. Thứ 8 là hưởng mức lương cao sau khi ra trường. Và thứ 9 là được học liên thông sau khi mà tốt nghiệp du học nghề, được chưa? Đó là chương trình về du học nghề tại Đức. Và đây là một cái bảng so sánh mà chúng ta có thể quan sát được ở những cái nước như là Việt Nam, ở Đức, ở Nhật, ở Hàn Quốc. Bởi vì cái xu hướng hiện nay cũng có rất nhiều phụ huynh học sinh cho con em mình đi du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Bởi vì xét ở một cái góc độ nào đó thì Nhật Bản, Hàn Quốc là những cái thị trường truyền thống và nó đem lại một cái sự an tâm cho các bạn học sinh cũng như phụ huynh. Chính vì thế mà chúng ta có những cái phép so sánh để chúng ta định hướng được cái tư duy hoặc là giáo dục thị trường để làm sao mà họ sẽ chọn Cộng hòa Liên bang Đức, một cái sản phẩm rất là ưu việt của tập đoàn chúng ta, đúng không ạ? Thế thì chị hoàn toàn có thể tham khảo cái bảng so sánh như thế này. Rồi, đó là những cái thông tin cơ bản về sản phẩm du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong cái phần này thì xin phép được nhường lợi lại cho Thành Nam, chúng ta sẽ có thể hỏi đáp luôn để sang một cái hai cái dòng sản phẩm mới. Ok, Thành Nam ơi. Cảm ơn thầy Hòa.
Nam Đăng, cái tiếng này không biết mọi người có nghe có ổn không? Thì không biết là quý thầy cô các anh chị nào có câu hỏi về sản phẩm Đức ạ? Rồi xin mời chị iPhone của Quỳnh ạ. Xin mời ạ. Xin mở mic cái này. Rồi chắc là Phi Nga hộ Việt Nga. Ở đây có cả Phi Nga. Alo alo. Chị mở được mic không ạ? Alo. Nào vào. Chị có câu hỏi gì ạ? Đã được chưa thầy ơi? Được rồi chị ạ, được rồi chị. Rồi xin mời chị. Dạ. Em thì thưa thầy là em thì hỏi là ví dụ như là bây giờ một em học sinh em mới đăng ký em mới học cái hôm vừa rồi em mới có hỏi hỏi là ví dụ như là trong cái thời gian mà học mà ví dụ như là học được khoảng 8 tháng hay 9 tháng nhưng mà lại em lại không học được nữa, tức là không đỗ đấy ạ. Em không đỗ mà nếu học thêm nữa là một năm chẳng hạn, nhưng mà em không đỗ mà em lại lúc em lại không muốn, tức là em mới lạm rồi em không học được, thì cái chi phí mà phải trừ đi trong cái thời gian mà em ấy học cái gì như thế nào. Vâng, cảm ơn chị. Thì em nhờ thầy là thầy trả lời hộ em cái câu đấy. Vâng. Thầy trả lời luôn với chị như thế này. Dạ. Hiện tại thì hơn 400 em thì chưa có em nào không đỗ cả. 85% là đỗ lần đầu, còn 15% hai là đỗ. Chị nhé. Vâng. Nên là các thầy cô trong cái quá trình khi mà các bạn học ấy, thì vấn đề là cái sự quyết tâm của các bạn thôi. Chứ còn là khi mà các bạn đến thời điểm này thì chưa có, tôi chưa thấy em nào không đỗ cả. Đấy. Vâng. Em cũng cũng trả lời như vậy, em bảo là tất cả khi mà các em đã đăng ký học thì tập đoàn và bên phân viện là các thầy cô đã kèm cặp cho các em là từ lúc bắt đầu học đến khi mà các em đỗ thì thôi. Đấy, cho nên là các em học sinh là cứ yên tâm là trong cái quá trình học là đều đỗ. Thì em cũng nói với lại phụ huynh bạn ấy, em là như thế. Vâng, em cảm ơn thầy. Thế còn các cái thông tin thì trong các cái sản phẩm thì em cũng cố gắng là ghi chép và em cũng cố gắng học để trong quá trình tiếp theo thì em tư vấn cho học viên kỹ hơn ạ. Vâng. Thôi thế này đi, bây giờ thầy Hòa là đào tạo luôn cả sản phẩm Canada và Úc luôn. Sau đó thì chúng ta có 30 phút hỏi đáp. Anh chị hỏi câu hỏi nào chúng ta giải quyết luôn như vậy cho nó dễ. Ở trong có cả bên cho các tổng giám đốc các công ty thành viên cộng với cả chủ tịch Đinh Khắc Tuấn cũng có hạt mặt ở đây. Nên là sau cái buổi hỏi đáp thì chúng ta sẽ cùng nhau giao đi hỏi đáp ạ. Đúng không thầy Hòa? Bởi vì là đây là một cái sản phẩm nó khác với sản phẩm của Úc hay Ca ấy. Thì là mong muốn là để mình sẽ giải quyết dứt điểm cái phần này. Thì cái phần sau là chúng ta sẽ hỏi đáp về Úc với Ca thôi. Dạ vâng. Thế ở đây có một cái câu hỏi nữa là chỗ chị Bùi Ngọc Mười. Xin hỏi có những điều gì để thuyết phục học sinh và phụ huynh sau thời gian học nghề, học nghề cơ hội gì đấy, việc làm tại Đức có thu nhập tốt, có hợp đồng nào thực tế để đi sang Đức được ấy, trước khi các em bay thì ít nhất là phải có 3 cái hợp đồng. Trả lời quý này có các chị như vậy. Hợp đồng đầu tiên là hợp đồng lao động, tại vì chúng ta biết đó là ở Việt Nam các trường ở Việt Nam và trường ở Đức nó khác nhau. Ở Việt Nam thì các trường cao đẳng đại học là đi tuyển sinh, còn ở bên Đức thì là doanh nghiệp họ đi tuyển sinh. Đấy, thì khi doanh nghiệp họ đi tuyển sinh thì chúng ta phải hiểu một điều là ở đây chúng ta dùng từ cho đúng nhá, là các em được lương thực hành
chứ không phải là tiền trợ cấp. Nên khi chúng ta đi tư vấn, chúng ta lại bảo là chúng ta được tiền trợ cấp là không đúng. Vì 30% là học lý thuyết và 70% là học thực hành. Trong thời gian các em học thực hành là các em được trả lương thực hành. Quý thầy cô các anh chị nhé. Ví dụ như lấy một ví dụ như ngành điều dưỡng chẳng hạn. Học thứ 2, thứ 3 lý thuyết, thứ 4, thứ 5, thứ 6 học về thực hành. Thì trong thời gian thực hành thì doanh nghiệp các em sẽ được trả lương. Đấy. Đấy chứ. Thì khi mà lương thì năm thứ nhất, mỗi tháng năm thứ nhất bao nhiêu, năm thứ hai bao nhiêu, năm thứ ba bao nhiêu, tức là mỗi tháng của năm thứ nhất được bao nhiêu tiền, mỗi tháng của năm thứ hai được bao nhiêu tiền, mỗi tháng của năm thứ ba được bao nhiêu tiền, và khi ra trường được bao nhiêu tiền, thì các em có hợp đồng lao động trước khi các em bay. Đấy, hợp đồng đầu tiên, hợp đồng thứ hai là hợp đồng thuê nhà, nơi ăn chỗ ở của các em ấy ạ. Hợp đồng thứ ba là hợp đồng của nhà trường. Đấy. Nên là khi các con, trước khi bay các con sẽ biết được là mình sẽ làm việc hợp tác với tập đoàn nào. Đấy. Học ở đâu, làm việc ở đâu, lương bao nhiêu, đều rất rõ ràng từ trước rồi. Sau đó mới xin visa. Rồi ạ. Để trả lời cho anh 10 như vậy nhá. Rồi các anh chị biết là thầy Hoàng vừa trao đổi là sinh viên ở Đức là chỉ được làm thêm 10 giờ trên một tuần. Đấy. 10 giờ trên một tuần, mỗi giờ được khoảng từ 12 cho đến 20 euro. Thấy chưa? Dạ vâng. Thế nếu mà các bạn làm thêm hay chịu khó làm thêm thì cũng em lấy một ví dụ như chúng ta cũng phân tích rất là kỹ về cái việc điều dưỡng chẳng hạn. Ngành nghề nào thì chúng ta cũng phải phân tích rất là kỹ, ví dụ như mỗi một tháng là các em được khoảng 1.140 euro giống như ngành điều dưỡng chẳng hạn. Thì nguyên cái tiền đấy là được khoảng tầm 28 triệu tính cho tiền Việt. Nếu làm thêm nữa thì được khoảng tầm ví dụ như kiểu làm từ 12 đến 18 euro. Nếu muốn lấy khoảng 15 euro đi thì được khoảng tầm 400.000 đi, 400.000 trên 1 giờ nữa. Thì 10 giờ được thêm khoảng 4 triệu. Nếu một tháng làm thêm được 40 giờ, đúng không? Thì cũng được thêm là 16 triệu nữa. Đấy, chứ thường quý thầy cô các anh chị như vậy, vậy thì mình tính ra để cho phụ huynh và học sinh nhìn thấy là vấn đề về tài chính. Nên khi các con sang bên đấy, các em nào mà chịu khó ấy, học tập và làm việc tốt ấy, thì con gửi tiền về, bố mẹ không phải lo rồi. B1, có B1 thì được giảm 37 triệu 500 nhá. Cái này, vâng, cảm ơn chị Thông. Đang cố gắng toát hết mồ hôi đi này, vẫn đang sốt ngồi với nó trả lời câu hỏi với các anh chị này. Rồi anh Thầy Hoàng hỗ trợ nên bây giờ khản hết tiếng rồi. Ở trong phòng Zoom này chúng ta còn rất nhiều cây đa cây đề. Thì các anh chị hoàn toàn có thể đặt câu hỏi và nhờ những tổng giám đốc của các công ty thành viên trả lời giúp đỡ ạ. Ở đây trong này có sự hiện diện của cả chị Vũ Thị Hồng Nhung, tổng giám đốc của công ty Euro. Hay là chỗ bạn Phi Nga, phó tổng giám đốc của Ocean Link. Và còn rất nhiều anh chị em khác. Chúng ta sẽ hỏi ngắn gọn, nhanh trong khoảng 15 phút nữa rồi ạ, về chương trình Đức. Xin mời anh chị ạ. Xin mời Quỳnh văn phòng Đại Dương ạ. Alo, xin mời Quỳnh văn phòng Đại Dương, Hải Phòng, đúng không ạ? Xin mời chị Quỳnh ạ. Chị Quỳnh bật mic lên. Rồi, ok. Dạ vâng, em xin chào ban lãnh đạo tập đoàn, xin chào Thầy Hòa và Thầy Nam. Em là Quỳnh đến từ văn phòng Lê Chân, Hải Phòng. Em có một câu hỏi là trong cái quá trình mà mình đi tuyển sinh ấy, thì là chương trình của mình sẽ áp dụng là cho các bạn cả lớp 10 và lớp 11. Thì như em tìm hiểu là cái chứng chỉ B1 của mình á, thì nó sẽ có giá trị là khoảng 1 năm, thời hạn là 1 năm. Thế thì vậy khi mà mình tư vấn các bạn mà các bạn đăng ký học lớp D hoặc lớp E của mình á, thì có thể là tiến trình các bạn học từ lớp 10 đến lớp 11 các bạn có thể là thi được B1 rồi. Hoặc là trong cái quá trình là chưa đến lớp 11 các bạn có thể thi được B1 rồi. Thì khi đấy thì
kết thúc lớp 12 có nghĩa các bạn tốt nghiệp thì cái thời hạn của cái B1 đấy nó còn giá trị không ạ? Rồi em hiểu câu hỏi của chị rồi, có nghĩa là theo 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 cái ý kiến của chị, B1 nó chỉ có giá trị thời hạn là 1 năm thôi đúng không ạ? Dạ. Vậy thì với những cái bạn học sinh trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn ấy có thể là lớp nửa đầu lớp 12 hoặc có thể là khi mà xong lớp 11 bạn ấy đã có bằng B1 rồi, thì để có cái giá trị hơn 1 năm phù hợp với cái thời điểm mà các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông để xuất cảnh hay không đúng không ạ? Dạ. Vâng vâng, câu hỏi này em xin nhờ, không biết là chị Nhung vào trong này không ạ? Chị Vũ Thị Hồng Nhung ạ? Alo, không biết là chị Vũ Thị Hồng Nhung có trong này không ạ? Thì cái giải pháp đưa ra như thế nào? À, em có thể nhờ anh Tuấn đúng không ạ? Anh đi Khắc Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị. Anh Tuấn với chị Nhung đó ạ. Hello, xin chào mọi người. Đây rồi ạ. Vâng. Chưa bật được mic. Vâng ạ. Thầy Hòa ơi, câu hỏi là gì nhỉ? Thầy Hòa nhắc lại. Chị đã hỏi là ví dụ như một bạn học sinh lớp 10 mà học đến B1, lớp 11 là xong rồi. Đúng không ạ? Bạn học B1 từ lớp 10 đến B1, đến năm lớp 11 thì có B1 rồi. Nhưng mà cái giá trị của B1 thì chỉ có có một năm thôi anh ạ. Vậy thì với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ giải quyết thế nào? Tức là đến lớp 11 thì là có B1 rồi thì đã tiết 1 rồi đúng không? Vâng. Thì thực ra là phải quay về thực tế thôi, bởi vì cái B1 đấy nó chỉ được 1 năm. Thì nếu mà mình thi sớm quá mà mình đến cái thời điểm mình lấy hợp đồng nộp với đại sứ quán mà cái B1 hết hạn thì mình phải thi lại. Chỉ có một cách đấy thôi, không cách nào khác cả. Hoặc là mình sẽ học lên B2, mình thi B2. Đúng không ạ? Bởi vì khi mà mình lấy được hợp đồng và nộp đại sứ quán thì cái hợp đồng đấy nó phải còn hạn, cái tiếng B1 nó phải còn hạn. Còn nếu hết hạn thì khả năng cao là đại sứ quán sẽ cung cấp visa. Đó. Có nghĩa là phải thi lại. Nhưng mà thường thì hết hạn khó thì họ sẽ loại visa. Vâng. Đó. Có nghĩa là trong trường hợp này thì họ sẽ phải thi lại hoặc là học lên B2. Đúng rồi, nhưng mà thường là thi lại cái B1 đấy, còn nếu mà bạn nào mà đã học B1 rồi thì vẫn nên tiếp tục học lên B2 hoặc B1 cộng, chứ không dừng ở đấy, bởi vì học B1 rồi mà mình nghỉ được một nửa năm thì nó quên hết. Thì mình vẫn học liên tục thì cái chuyện mà thi lại B1 thì nó không thành vấn đề gì lắm, chỉ mất thêm một ít chi phí thôi. Thầy Hòa để Nhung trả lời cho, tại vì là Nhung có học sinh trực tiếp như thế này luôn rồi. Thì cái câu hỏi của em mời chị Nhung ạ. Cảm ơn thầy. Cái câu hỏi vừa rồi của chị thì Nhung cũng có một học sinh trực tiếp như thế rồi, cho nên là Nhung sẽ trả lời nó sát hơn. Thứ nhất là vừa rồi là có em Vân Anh của Nhung là học từ lớp 10 đó, thì vừa rồi là em Vân Anh bay đấy, mới bay, sếp Tuấn cũng biết mà, em ở Hải Dương, con nhà cô Huệ. Và trường hợp này thì tức là mình khi mà mình học thì mình ở học viện của mình ý, thì có tổ chức các chương trình thi test miễn phí. Thì đối với những học sinh này là những học sinh học cấp 3, em này là Nhung chăm từ lúc học lớp 10. Thì đến lúc mà thi thì thường thường là mình sẽ tận dụng những cái cơ hội mà thi miễn phí của tập đoàn của mình. Và những trường hợp mà học cấp 3 như thế này thì cố gắng là chúng ta sẽ học luôn B2 nhé. Tại vì trong 3 năm học cấp 3 thì cái cơ hội mà các em có được B2 là nó rất là khả thi. Thế chúng ta cố gắng là xác định một cái mục tiêu mình tư vấn cho học sinh luôn. Đằng nào chúng ta cũng thi B2 mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ học để thi B2. Thế còn cái giai đoạn mà ví dụ tầm cuối lớp 11, đầu lớp 12 thì chúng ta thi thử đi, chúng ta thi thử tại học viện của mình. Mà thậm chí các bạn ấy sẽ được thi thử, kể cả giữa lớp 11 cũng đã được thi thử rồi. Thì lấy cái kết quả, thấy cái kết quả nó khả quan, bởi vì thực ra học viện của mình có mua những bộ đề thi test của viện GOT mà là chuẩn, đề thi chuẩn luôn.
Thế do đó thì nếu như là học viện mình mà đỗ thì khả năng thi ở viện gớt chắc chắn cũng đỗ. Thế thì mình căn cái thời gian làm sao đấy cho nó hài hòa để mình tầm khoảng lớp 12 là các em nếu như là tầm lớp 12 thi thì sẽ cái bằng đấy nó sẽ không bị trôi quá một năm. Các anh chị hình dung không ạ? Thế coi như hết lớp 12 cái là các em xong cái bằng cấp 3 cái là dục dịch là chuẩn bị bay rồi. Thế chương cái bạn Vân Anh học sinh của Nhung là cũng là như thế đấy. Và khi mà bạn ấy học hết lớp 12 là gần có B2 rồi. Tức là chẳng qua là chưa thi thôi, nhưng là hoàn toàn là bạn ấy đã có thể có B2 được ở tại Việt Nam. Tức là gọi là gần chạm đến B2 đó, nhưng là chưa thi thôi. Các anh chị hình dung ạ. Mọi người hiểu cái câu trả lời của Nhung không ạ? Thế chúng ta cố gắng căn nhá, để cũng tư vấn. Và cái này thì thực ra trong quá trình học thì anh chị không phải lo lắm đâu, tại vì là mình là cán bộ tuyển sinh, thì cái khâu mà học viện thì học viện bên mình làm rất là sát, thì các thầy cô cũng sẽ tư vấn cho căn cho làm sao đấy cho nó hợp lý, để cái bằng của mình nó vẫn còn giá trị, để các em không cần phải, thực sự là cũng chưa có trường hợp nào phải thi đi thi lại đâu. Đấy, thế còn đâu là bất đắc dĩ mà ôi học sinh thông minh quá mà lớp 11 đã thi có được B1 rồi chẳng hạn đấy, thì cũng mừng quá luôn, tại vì hết lớp 12 là các em chắc chắn luôn là cầm chắc trong tay là bằng B2. Thì sang các em có những cái cơ hội nó tốt hơn, tiếng tốt thì có những cái cơ hội đi làm thêm nó sẽ cũng sẽ tốt hơn ạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn, phần phản hồi của chị Nhung. Chị Quỳnh đã thỏa mãn cho chị Quỳnh ơi. Dạ vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn và chị Nhung. Em lại có thêm một câu hỏi phiền anh chị một chút, tại vì nó là thực tế phát sinh. Thì có một học sinh lớp 12 của em, các bạn ấy đã đăng ký ghi danh và đang học lớp D02C. Nhưng mà lúc tối thì bạn có gọi điện, bạn hỏi em là nếu như bây giờ trong trường hợp là yêu cầu của mình là tốt nghiệp và bên là làm thủ tục bay, thế nhưng bạn ấy muốn chọn ngành điều dưỡng, thành ra là bạn ấy muốn là em học B2 tại Việt Nam, sau đấy mới bay có được không? Thì em thì em cũng có dành về cái câu hỏi này, em rất mong là anh chị giúp đỡ. Cái câu hỏi này thì thôi để anh chị khác trả lời đi nhở, Nhung trả lời nhiều quá. Thầy Hòa có thể thế mọi người có muốn nghe Nhung trả lời tiếp không? Thì thực ra thì đối với những trường hợp mà các bạn mà mong muốn có được bằng B2 ở tại Việt Nam luôn thì rất là ủng hộ Quỳnh ạ. Rất chi là ủng hộ luôn. Bởi vì là mục tiêu cuối cùng của chúng ta là vẫn phải có B2 mà. Và cũng chia sẻ với anh chị là trong cái hành trình mà 5 năm vừa qua là Nhung làm ở EI thì có những cái giai đoạn đầu là các bạn yêu, tức là bên Đức là họ yêu cầu là B2 mà, chứ không phải B1 như bây giờ đâu. Thế và các bạn bây giờ học sinh của mình bây giờ là gọi là đúng là cơ hội của thế hệ đấy. Các bạn ý thuận lợi hơn giai đoạn trước rất là nhiều. Đó, chi phí thì nhẹ nhàng hơn, đúng không? Thời gian thì đi nhanh hơn, đúng không? Thế nhưng mà mình xác định là tiếng của mình càng tốt thì mình cái cơ hội mà mình học tập nó cũng thuận lợi hơn này. Thứ hai là cái cơ hội mình làm thêm cũng tốt hơn nhá. Đó, đại sứ quán, tức là bên Đức là họ quy định là chúng ta được phép làm thêm theo đúng luật là 10 giờ. Tuy nhiên là nếu như chúng ta học tốt, sức khỏe chúng ta tốt, thì chúng ta làm ở bên ngoài, chúng ta làm thêm bên ngoài, làm không theo hợp đồng ấy, thì nó đâu có giới hạn đâu ạ. Tất nhiên là Nhung cũng không khuyến khích là học viên của mình đi làm quá nhiều nhá. Tại vì chúng ta phải trân trọng cái tấm bằng cao đẳng nghề quốc tế này. Nó là một cái cơ hội rất là tốt cho các em, để mà sau đó thì các em sẽ đi làm chính thức, lương nó cũng tốt hơn này, đúng không? Là các em làm tiếp 2 năm và các em làm tiếp 3 năm nữa thì mình là được 8 năm. Mình đã có những cái cơ hội ở lại định cư mà, một cách hợp pháp, danh chính ngôn thuận mà không cần phải trốn hay là phải gì cả. Thì đối Nhung thấy là chương trình của Đức thì thực sự là nó đến giai đoạn này nó quá là thuận lợi cho các em cuối 9X và đầu 2K. Đó. Thì nếu như học viên của Quỳnh mà muốn học B2 ở Việt Nam thì tuyệt vời quá, đúng không? Và thậm chí kể cả các bạn mà bây giờ các anh chị khác mà có học viên đi theo B1 nhưng vẫn cũng động viên học viên là mình cũng đừng ngủ quên trong chiến thắng, có B1 và cái là mình vẫn phải tranh thủ học B2, chứ không phải có B1 là lúc đấy bắt đầu tung bay đi chơi rồi không để ý đến bài vở nữa. Ngoại ngữ mà chỉ cần chúng ta bỏ rơi một vài tháng cái là nó rơi hết rồi khỏi đầu ngay, đúng không ạ?
Thế chúng ta có B1 rồi, chúng ta cầm chắc cái cơ hội bay sang Đức rồi. Nhưng mà không quên là hành trình của chúng ta còn dài, đúng không ạ? Chúng ta còn một cái dự án cuộc đời của chúng ta rất là lớn lao để chúng ta định cư, rồi chúng ta trở thành công dân có quốc tịch của Đức, đúng không? Đấy là cái hướng phấn đấu của chúng ta. Và rồi chúng ta còn được bảo lãnh người thân của mình sang nữa, đúng chưa? Thì bây giờ bản thân mình mà vững mạnh thì đương nhiên là mình sẽ lo được cho rất là nhiều người đi theo. Em út của mình đi sang nó cũng vững vàng hơn, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế có nghĩa là em hiểu rằng là nếu như mà các bạn ấy học B2 xong rồi làm thủ tục bay cũng được, và trong cái quá trình ấy thì các bạn chỉ phải là nộp thêm phí để học B2 và đúng rồi, thi chứng chỉ B2. Đúng rồi, được ạ, không sao ạ. Tốt quá, những em mà có đủ cái ước mơ đó và đủ cái quyết tâm như thế thì mình cũng khuyến khích. Và nhất là những học sinh mà học cấp 3 nhá, thì cũng chúng ta cũng động viên luôn học B2, bởi vì trong hành trình 3 năm đấy, nhiều bạn học nhanh như là Vân Anh, nó học nhanh tầm lớp 11 nó đã có B1 rồi. Thì không có lý do gì mình không động viên em học tiếp B2 đi. Chứ không thì chẳng nhẽ là đến đoạn B1 nó lại dừng nó ngồi chơi à? Đúng không ạ? Thì hiện tại là lớp 10 của em là các bạn ấy đang đề nghị là các bạn ấy đóng để tham gia học từ lớp 10 để may cái đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Em cảm ơn. Thế thì Quỳnh cũng tranh thủ cái cơ hội này mà định hướng các em đóng combo luôn từ từ lớp 10. Nó cũng có những cái điều kiện rất là thuận lợi, là cái cơ hội mà chuyển từ lớp D sang lớp E ấy, nó rất là thuận lợi luôn. Dạ. Thì chắc là Quỳnh cũng được nghe rồi đúng không? Dạ vâng, em cảm ơn chị Nhung rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn mọi người. Thì đến vâng, ý kiến của người khác đi ạ, của các anh chị khác đi ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị Nhung ạ. Xin mời văn phòng Hải Hậu ạ. Các anh chị đã hỏi rồi thì các anh chị vui lòng bỏ ray hand xuống giúp em nhé. Vâng, giờ em có cái câu hỏi như thế này ạ. Là em muốn hỏi về cái chuyện chuyển đổi bằng á, thì em được biết là nếu mà làm chuyển đổi bằng, ví dụ bằng cơ khí hoặc là y tá điều dưỡng, là trước khi đó là bên Đức họ phải check bằng của bên học của các em học viên, đúng không ạ? Có nghĩa là nếu mà làm như vậy là em sẽ phải đưa cái bằng của bên của các cái bằng cơ khí hoặc bằng y tá điều dưỡng là đưa cho bên mình để mình check, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai là em muốn hỏi là cái tỷ lệ mà mình làm cái chuyển đổi bằng y tá điều dưỡng với cơ khí ở bên mình nó nhiều chưa? Em có hai câu hỏi như vậy. Thầy Hòa trả lời đi cho các bạn đi. Hay lại chị Nhung. Phần này em lại nhờ chị Nhung tiếp ạ. Ok, Nhung sẽ giải đáp cho bạn Ngọc nhé. Ngọc ở chỗ văn phòng Hải Hậu đúng không? Thế thì chuyển đổi bằng thì cũng chia sẻ với anh chị là A hoàn toàn tự tin làm chương trình chuyển đổi bằng. Và bên AI là làm những cái chương trình mà nó không phải theo cái kiểu là miễn phí. Nó tức là họ chúng ta vẫn là chương trình có phí chứ không phải là chương trình chuyển đổi bằng, tại vì nó có hai hình thức nhá. Tại vì có một số người hỏi Nhung về cái chương trình mà của bên gì đó nhỉ, Nhung quên mất rồi. Tức là có nghĩa là không phải bỏ ra một đồng nào, nhưng mà các em sang bên kia làm chuyển đổi bằng, đúng không? Thế thì mọi người mới hỏi là tại sao mà chương trình chuyển đổi bằng chỗ khác thì không mất phí, còn chỗ này thì lại mất phí. Thì Nhung cũng đã giải thích cho anh chị em rồi. Thế câu chuyện là giống như là lương của các bạn chuyển đổi bằng nó cao hơn là các bạn mà cao đẳng nghề. Lương của các bạn là tầm 2.000 cơ, 2.200 cơ. Đó. Thế ví dụ như những đơn vị mà họ có thể làm cái chương trình miễn phí ngay từ ban đầu ấy, là nó là như này, giống như kiểu họ trả góp trước ấy, thì họ hoàn toàn họ có thể làm cái việc đó. Họ lo cho các em trước, sau đó thì họ sẽ trả một cái mức lương của em chỉ 1.200 thôi. Trong khi đó thực chất là các em lương của các em là 2.000 cơ, hoặc 2.200 cơ. Mọi người hình dung ra không? Thế còn AI thì câu chuyện của chúng ta là chúng ta chỉ là chúng ta làm chính thống luôn. Lương của các em kể cả 1 euro cũng giả đúng cho các em. AI không có lấy một đồng nào cả. Chỉ là đơn vị giới thiệu trung gian thôi. Thế và cái thứ hai là Ngọc có hỏi là A đã làm chuyển đổi bằng chưa? Thì yên tâm nhá, chuyển đổi bằng điều dưỡng đã làm rồi. Thế còn đâu là cơ khí thì chị cũng nói luôn là cũng phải trách lại chỗ chủ tịch là cái chuyển đổi bằng cơ khí còn được không. Thì cái này thì Nhung thấy là hiện tại bây giờ
là chuyển đổi bằng cơ khí là không còn nữa đâu nhá, là chỉ còn chuyển đổi bằng điều dưỡng thôi. Thế còn nếu mà có hay không thì phải check lại chỗ ban đào tạo, check lại chỗ sếp Tuấn. Nhung cũng không rõ được cái phần chuyển đổi bằng cơ khí. Vâng, em cảm ơn chị và em có tiền. Lúc em hỏi là chỉ cái tỷ lệ thôi chứ em không hỏi là có. Ok, điều dưỡng thì tự tin mà làm nhá. Thế còn đâu là cơ khí thì Nhung cũng không chắc lắm. Thì cái này thì phải hỏi chủ tịch. Nhung không nắm được rõ là cái chuyển đổi bằng cơ khí thì bây giờ đầu ngoại họ làm đến đâu. Tại vì thực ra Nhung cũng chưa có học sinh đi theo cái chuyển đổi bằng cơ khí, cho nên là Nhung không tự tin. Còn học sinh mà đi theo điều dưỡng thì của Nhung là cũng khá nhiều học sinh rồi, cho nên Nhung rất là tự tin để trả lời anh chị. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Nhung ạ. Về cái phần chuyển đổi bằng cơ khí thì em xin nhờ anh Tuấn có thể là thông tin về cái chương trình này cho các cán bộ tuyển sinh không ạ? Hoặc là chúng ta có thể chuyển sang câu hỏi khác đi, thì chờ sếp Tuấn quay trở lại sau nhé. Nhưng mà nếu như là theo như Nhung được biết thì hiện tại bây giờ là chuyển đổi bằng cơ khí là không còn có nữa đâu. Thế thôi, tốt nhất là cái gì chúng ta rõ ràng thì chúng ta tập trung. Nhung có quan điểm như thế, cái gì rõ ràng thì Nhung tập trung, Nhung tuyển. Còn cái gì chưa rõ ràng thì Nhung sẽ không tập trung. Bởi vì mình... Thầy Hòa ơi, chương trình công nhận bằng cơ khí là mình vẫn đang trong quá trình thử nghiệm thầy nhá. Thế là thực sự là mình tuyển nó cũng rất là hạn chế thôi. Và như hiện nay ở bên đầu ngoại họ thông báo là phải là có kinh nghiệm đi làm rồi từ 1 đến 2 năm. Và họ ưu tiên là những bạn nào làm về ngành cơ khí mà có thực hành nhiều ấy. Chứ ví dụ đại học cơ khí là rất là lý thuyết và sang không làm việc được. Đó, thì hôm trước mình cũng có một hai ứng viên mình phỏng vấn, nhưng bây giờ là cái điều kiện ấy là phải là những bạn nào mà tốt nghiệp cao đẳng cơ khí thực hành và có kinh nghiệm đi làm 1-2 năm rồi thì mới tuyển. Chứ còn nếu như fresh mới ra trường fresh thì họ sẽ không tuyển đâu. Cảm ơn ạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, ok. Em xin mời một câu hỏi nữa thôi nhé. Một người duy nhất, chị Trương Ngọc Diệp hay anh Trương Ngọc Diệp có thể on cam để đặt câu hỏi không ạ? Có chỗ chị Quỳnh đấy, chị Quỳnh chị hỏi chưa? Chị Quỳnh hỏi rồi ạ. Vâng. Thế thì xong rồi đấy, thì thôi chỗ Diệp không bật cam thì thôi vậy. Ok, thế thì những câu hỏi, những thắc mắc của các anh chị chúng ta sẽ có thể là làm văn bản nhé và gửi lên các list của mình để các list của mình có thể giải đáp trong các anh chị. Và vì cái thời lượng của buổi đào tạo nó có hạn cho nên là sẽ không giải quyết được tất cả những cái câu hỏi hay những cái băn khoăn thắc mắc của anh chị. Được chưa ạ? Và sau đây thì Hòa xin phép được chuyển sang cái phần thứ hai, đó là chia sẻ một cách cơ bản về hai cái sản phẩm du học nghề Úc và du học nghề Canada.